Với người phụ nữ từng trải và thông minh, mặc dù họ biết rằng là trước mặt họ là một con sói, nhưng họ vẫn cảm thấy hứng thú bởi vì trí tuệ và sức mạnh làm chủ của người đàn ông đó khiến cho họ ít nhiều lay động. Mỗi khi người đàn ông đó nhìn ai, đối phương cảm thấy như bị trần trụi trước họ. Mà cái nhìn của người đàn ông đó không phải kiểu hao háo hạ lưu, mà là ánh nhìn vừa lịch thiệp, vừa thách thức, vừa khơi gợi một bí ẩn nào đó khiến cho người ta muốn khám phá. Người phụ nữ yếu tim rất dễ dàng quy thuận trước kiểu đàn ông này. Còn người phụ nữ thân xác đàn bà và khí phách đàn ông sẽ nằm trong hai trường hợp sau đây. Thứ nhất là vừa ghét vừa hận, bởi ánh mắt đó khiến cho người ta ám ảnh. Nhưng trong hận có thương, tức là họ biết người đàn ông đó dù có ác thế nào, nhưng họ cũng là một người có cái tình rất thật dành cho phụ nữ. Thứ hai, vừa đề phòng nhưng vừa muốn tạo cơ hội cho đối phương lại gần mình để hiểu về đối phương. Phải nói là ánh mắt dã tâm của người đàn ông không phải tầm thường, và cũng không phải lúc nào cũng nên bị cho là xấu. Bởi vì con người xấu hay không là cả một quá trình. Có những người rất xấu với thiên hạ, nhưng với người phụ nữ của họ thì chẳng khác gì là đấng mài râu đầu đội trời chân đạp đất. Họ hết lòng hết dạ không màng hy sinh cho người phụ nữ họ yêu. Cái sang của người đàn ông trong đôi mắt dã tâm và mặt tích cực chính là đích thị sức mạnh của người đàn ông cần có để bảo vệ nửa linh hồn còn lại của mình. Thường những người này thường là thà phụ thiên hạ chứ không phụ nàng, dù họ có dã tâm làm nên việc lớn.